Thưa quý vị, những mặt hàng kế tiếp mà Kỳ Duy muốn giới thiệu đến quý vị là những mặt hàng của East Clinical. Đây là một cái hàng skin care rất là cao cấp. Vì vậy, nó không có bán ở những department store mà nó chỉ được bán ở những văn phòng bác sĩ hay là những văn phòng thẩm mỹ chuyên môn về da. À, cũng nói thêm cho quý vị biết là thường thường những cái mặt hàng mà quý vị thấy ở department store đó nó mắc nhưng chưa chắc gì nó đã hiệu quả. Vì ví dụ như quý vị mua một cái món hàng 100 đồng, thì 80 đồng là nó dùng để quảng cáo, để thuê cái chỗ bán để có cái package rất là đẹp và thường thường chỉ khoảng 10 đồng là đi vào cái phẩm chất của cái món hàng. Is clinical không có bán ở những department store, không có làm quảng cáo nhiều. Vì vậy tất cả những cái món tiền họ bỏ trở lại vào cái phẩm chất và cái phẩm chất nó rất cao người mỹ nó gọi đây là những cái món hàng gọi là cosmo uh, cosmo pharmaceutical là nó nửa cosmetic và nó nửa là những cái món hàng mà để uh, pharmaceutical thì thưa quý vị cái món đầu tiên kỳ duy muốn giới thiệu đến quý vị là cái active serum đây là một cái lọ thần sầu uh, nó có thể làm ba tác dụng thì cái duyên xin nói đến quý vị cái tác dụng chính đầu tiên là để chữa mụn chữa ác acne cái thứ nhì là để làm cho cái da mình lỗ chân lông mình nó xe lại và nó bớt thâm về khi mình bị mụn và cái thứ ba là làm cho những cái fine lines and wrinkles những cái nếp nhăn nhỏ trên mặt mình nó biến đi mất tại sao ba thứ đó đều ở trong một cái lọ rất nhỏ này thưa quý vị thứ nhất là serum khi quý vị uh, mua bất cứ thứ nào mà quý vị nghe nói tới serum thường thường nó mắc hơn là những thứ cream thường đi sao serum cái chất của nó nó nguyên chất nhiều hơn uh, cái molecule của cái serum đó thường thường nó nhỏ hơn cái um, cái tế bào da của mình thành ra nó thấm sâu vào trong da hơn và nó có những cái uh, tác dụng tốt cho da hơn thì thưa quý vị đây là một cái chart kỳ duyên uh, có thể cho quý vị biết là is clinical không những mà nói tốt mà họ đã dùng những thử nghiệm mà họ làm những cái uh, trial study và tất nhiên những cái trial study này nó rất là mắc tiền và nó phải làm ở một cái tiếng mỹ gọi là cái independent third party là họ phải thuê những cái nhóm mà nó không dính dáng gì tới công ty để thực nghiệm những cái study này chứ không phải là công ty làm, công ty bỏ tiền ra Nhưng mà những cái nhóm khác làm Thì trong cái study đó họ đã thấy được Về chữa mụn thì nó active tới 94% Là nó có thể reduce được những cái acne Tiếp theo đó là về những cái acne scar Là những vết thâm mà mụn để lại Thì nó reduce được tới 83% Và tiếp theo sau nữa là về những cái skin texture là về những cái nếp nhăn, những cái nếp, uh, những cái pores trên mặt mình đó. Những cái lỗ chân lông làm xe lại thì nó tới 71% tốt hơn. Và thưa quý vị, cũng vì vậy, cái X-Clinico này tuy là không có quảng cáo nhiều, nhưng mà đã được những báo chí viết về rất nhiều và được dù những người celebrity, những người tài tử Mỹ uh, đã dùng qua thử. Riêng Kỳ Duyên thì phải nói rằng là... Uh, đây là cái món đầu tiên Kỳ Duyên thử của cái is Clinical và thử một lần là Kỳ Duyên mê liền. Những lúc mà Kỳ Duyên cảm thấy có một cái mụn nó hơi bắt đầu nổi lên thôi, Kỳ Duyên chỉ chấm chấm một cái này lên cái mụn thì ngủ qua đêm, sáng hôm sau thấy nó không có bành trướng cái mụn nó không có to lên. Và cái mụn nào mà đã nổi rồi đó thì Kỳ Duyên sức thì qua mấy ngày Kỳ Duyên thấy nó càng ngày nó càng khô đi. Vì vậy phải nói là trong vòng từ ngày Kỳ Duyên dùng cái active serum này, Kỳ Duyên không cần nặn mụn nữa. Quý vị biết chúng ta cứ nặn rồi chúng ta cứ cạo mụn thì càng ngày cái da có thể nó bị infection hoặc nó cào nó để những vết thẹo thì khi mà quý vị dùng cái active serum này quý vị không cần làm như vậy nữa. Vì cái mụn nó từ từ nó sẽ bớt và không những vậy, Kỳ Duyên thấy cái lỗ chân lông của Kỳ Duyên nó càng ngày nó càng săn lại. Vì sao? Vì trong cái active serum này nó có tới 3 loại acid nó um, gọi là axit nhưng mà thật ra nó chỉ hoàn toàn làm bằng dược thảo nó làm bằng ví dụ như là sugar cane thì cái axit này nó mạnh đủ để mà nó đi vào sâu trong cái lỗ chân lông mình và nó như là nó nó đào những cái đất những cái make up những cái đất trong da mặt vì thưa quý vị khi chúng ta rửa rửa mặt thế nào vẫn còn lại những cái chất dơ mà nó động sâu trong cái lỗ chân lông và vì vậy cái lỗ chân lông mình nó mới càng ngày nó mới càng to ra thì ngay cả khi quý vị rửa mặt nó cũng không đủ, thì cái chất này nó vào sâu phía trong và nó gọi là nó scoop đó, nó như nước cậy và nó đào lên, thì nó đào lên vậy cái lỗ chân lông, quý vị nó càng ngày nó càng sẽ khép lại và càng ngày quý vị sẽ thấy những cái fine lines and wrinkles nó biến mất. thì nếu quý vị bị muộn hay nhất là quý vị có con em vào cái tuổi teenager mà nó đang bị muộn thì please uh, mua cho con em quý vị những cái này, tại vì quý vị biết là high school teenager mà mặt uh, mấy em bị mụn thì mấy em rất là mặc cảm vì vậy cũng có một cái thống kê cho rằng kìa, không cái thống kê học chứ không phải cho rằng cho thấy rằng cái lý do mà number one reason why những cái người teenager ở Mỹ mà họ từ từ là vì họ bị mụn cái đó nó đưa đến cả một cái sự mặc cảm rất lớn cho các con em chúng ta nếu quý vị có quý vị nên thử active serum và cái món thứ nhì thưa quý vị mà kỳ duyên muốn giới thiệu đến quý vị từ is clinical là cái loại để làm cho da trắng cái lightening complex và cái lightening serum à, thưa quý vị phải nói là trước khi kỳ duyên làm cái show này thì hãng nó cũng bắt kỳ duyên phải đi học tới 2 tiếng đồng hồ ở những cái training session mà học nhiều lần nhưng mà thưa quý vị học xong rồi thì kỳ duyên cũng không có cách nào để cắt nghĩa được cho quý vị tại vì cái hãng is clinical này nó rất là scientific ở à đây kỳ duyên sơ sơ cho quý vị thấy là tất cả những cái mà uh, kỳ duyên phải học qua nghĩa là tại sao thứ nhất là da mình bị nám uh, đây là những cái nếu mà quý vị là bác sĩ da hay quý vị trong nghề thì quý vị đọc những cái này quý vị sẽ hiểu ngay nhưng mà nếu mà kỳ duyên cắt nghĩa ra thì chắc chắn kỳ duyên cũng không biết những cái từ tiếng việt để cắt nghĩa nhưng mà kỳ duyên chỉ xin tóm tắt lại cho quý vị như vậy nè cái này nó giúp cho chúng ta tẩy những vết nám ở ba ba cái lận à, không phải là ba yếu tố lận, ba level lận, level thứ nhất là nó vào sâu ở trong tế bào từ cái gọi là molecular structure để mà nó ngăn ngừa không cho những cái tế bào của chúng ta tạo lên những cái black pigmentation là những cái mà nó sẽ làm nám ra mặt tiếng Mỹ nó gọi là hyperpigmentation thì cái đó là tại sao nói um, tóm tắt lại là cái tế bào của chúng ta nó bị mặt trời chiếu vào, nó bị mình bị stress, nó bị nhiều, nhiều những cái yếu tố làm cho nó stress. khi nó stress thì nó sẽ bộc phát ra những cái vết thâm đen. cái uh, whitening complex này nó chữa từ những cái molecular structure nó ngăn ngừa, nó không cho cái tế bào của chúng ta bọc ra những cái tế bào nám, cái cái thâm đen và nó pop lên trên mặt mình. đó là cái cách thứ nhất cái cách thứ nhì là khi mà chúng ta đã bị nám rồi đó thì nó chữa bằng cách gọi là exfoliation là nó tẩy nám nó tẩy có nghĩa là sao nó phải um, trà ra mặt mình nó phải bleach là sao nó lấy đi những cái lớp da hư nó càng lấy đi những cái lớp da hư của mình nhưng nếu quý vị đã từng tẩy ra mặt bằng những cái hàng khác đó thì quý vị sẽ thấy nhiều khi nó lại quá tay nó lại quá strong kỳ duyên thấy có những người họ dùng những cái hàng mỹ phẩm khác mà dùng nhiều quá đó thì càng ngày cái da mình nó lại càng đỏ nó càng khô và dùng nhiều thì nó còn thấy những cái đường gân máu nó nổi lên là tại sao mình cứ tẩy nó như cái lấy một con dao mà quý vị thấy không cứ hớt lớp này rồi tiếp tục hớt rồi tiếp tục hớt rồi tiếp tục hớt thì càng ngày nó càng mỏng thì cái lúc đó da mình nó lại càng sensitive và làm sao đi ra nắng nó càng dễ bị uh, damage nhiều hơn nữa thì trong cái whitening complex này không những nó tẩy không những nó ngăn ngừa cái tế bào mình để không làm thành cái black pigmentation đó nhưng mà nó còn bồi dưỡng cho da mình nó có rất nhiều những cái chất tốt nó có chất vitamin c là một trong những cái chất tốt đó để nó bồi dưỡng cho da thành ra nó tẩy tới một cái lúc nào đó thì có những cái chất khác vào nó làm cho cái da tốt nó cái những cái da tốt càng ngày nó đẩy lên và những cái da xấu nó càng ngày nó càng tẩy đi thì quý vị thấy là cái da tốt nó đẩy đi da xấu nó cắt bớt thì càng ngày cái da mình nó càng sẽ càng đẹp hơn và thưa quý vị đây là cái mà kỳ duyên có thể nói được cho quý vị biết là trong một cái study và tất nhiên đây là cái study by a third party again nhất là da á đông mình thì da á đông mình dễ bị nám vô cùng thì nó study trong toàn là những người Asian participation thì nó thấy tới 84 trăm improvement là có nghĩa là uh, lightening là càng ngày càng những cái vết thâm vết nám nó được tẩy đi dần và đây là improve đây là khi mà quý vị bị những cái vết mà vết tàn nhang đó cái này là lightening overall có nghĩa là da mình nó càng ngày nó càng sáng ra nguyên cả mặt nhưng mà đây là những cái vết tàn nan gọi là spot treatment đó thì nó thấy improvement tới 87% on Asian skin và cái cuối cùng là nó hỏi là sau khi dùng những cái này thì quý vị còn tiếp tục muốn dùng nữa không? Thì tới 81% nói là họ muốn tiếp tục dùng. Again, thì muốn nhắc nhở quý vị đây là những cái study tốn rất nhiều tiền để mà có những cái study independent uh, by a third party để làm. Thì đây là về da á đông mình. Thì đây là cái lightening, uh, whitening complex. Nhưng nếu quý vị dùng chung với lại cái whitening serum, thì cái kết quả nó sẽ càng mạnh hơn nữa tại như kỳ duyên nói cái serum nó đi sâu vào da hơn thành ra nếu quý vị muốn có kết quả nhanh chóng và kết quả mạnh hơn thì quý vị nên dùng cả hai thứ với nhau và cái giá của cái whitening uh, lightening complex này là 125 đồng và cái giá của cái lightening serum này là 115 đồng quý vị nghĩ là 125 đồng là mắc để kỳ duyên so sánh thưa quý vị đây là một cái chip của Isclinico uh, whitening giống như cái này. Cái này thì nó chỉ có chấm 33 ounce, uh, Nó chưa tới 1 ounce hiện giờ. Isclinico uh, vẫn có bán, kỳ duyên không có bán tại vì kỳ duyên thấy nó ít quá mà nó mắc quá. Hiện giờ nó bán là nếu kỳ duyên nhớ không lầm là 50 hay là 55 đồng. Đây một this is not a sample. Hiện giờ nó đang bán ở ngoài như vậy, có thể quý vị vào văn phòng bác sĩ quý vị hỏi hay quý vị lên web uh, ít nhất là 50 đồng nhỏ chút xíu vậy mà 50 đồng quý vị. Trong khi ở uh, Kỳ Duyên House, Kỳ Duyên bán nguyên một cái trip bự như vậy mà chỉ có 115 đồng. Phải nói là nó bự hơn gấp 4, gấp 5 lần, 115 đồng. Thành ra nếu quý vị mua 4 cái trip này là quý vị biết nó hơn 200 đồng rồi. Mà một cái trip bự như vậy chỉ có 115 đồng thôi. Và ngoài ra, nếu quý vị mua hai thứ này cùng một lúc, chúng tôi sẽ tặng free quý vị một cái sunscreen cũng của East Clinical, một cái powder sunscreen. Trị uh, giá 40 đồng Thưa quý vị cái powder sunscreen này Kỳ Duyên mê lắm Vì nó không có bị dính vô da Sáng dậy Kỳ Duyên chỉ phổi lên powder Thay vì mình đánh phấn thì mình phổi lên trên mặt Và hàng, uh, đi trong ngày khi mà mặt Kỳ Duyên bị bóng Thì thay vì chậm phấn Kỳ Duyên lại chậm cái uh, uh, sunscreen này như Kỳ Duyên đã thưa với quý vị rất nhiều lần Bất cứ khi nào quý vị đi ra nắng Dù là trời không có nắng Dù là quý vị chỉ chạy từ trong nhà ra xe Quý vị nên nhớ là dù quý vị ngồi trong xe Thì nắng nó có thể tạt hắt vào Và cái ánh nắng mặt trời Là cái number one damage Cái yếu tố mà damage Rất hại cho da Thành ra bao giờ đi đâu cũng phải sức sunscreen Thì hôm nay khi quý vị mua Hai cái này cùng một lúc Chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một cái powder sunscreen Free on Uh, Kỳ Duyên House Shop. Một lần nữa Kỳ Duyên này cảm ơn quý vị đã ngồi đây nghe Kỳ Duyên nói với tất cả những cái mặt hàng của Ice Clinical cũng như Slim Fit USA. Kỳ Duyên uh, hy vọng quý vị sẽ dùng thử và chúc quý vị có một uh, mùa lễ Noel, Christmas coming up rất là vui. We'll see you next time.